Quang Lâm Vlog vừa báo tin buồn không về Việt Nam ăn Tết, Thùy Tiên liền thẹn thùng nhắc khéo. Trong khi Quang Lâm Vlog hiện khiến dân tình tiếc nuối khi thông báo về Việt Nam ăn Tết, thì mới đây Thùy Tiên bất ngờ một lần nữa nhắc về mẫu người yêu lý tưởng khi ai đó từ châu Phi xa xôi vẫn được réo liên tục và hối thúc về Việt Nam sớm. Quang Lâm Vlog và Thùy Tiên hiện là hai cái tên được cộng đồng mạng đẩy thuyền nhiều nhất ở thời điểm hiện tại, kể từ ngày cùng nhau tham gia hoạt động thiện nguyện tại Angola. Bên cạnh sự kết hợp ăn ý trong công việc, cặp đôi liên tục có những phản ứng hóa học khiến người hâm mộ liên tưởng đến nam nữ chính trong tác phẩm điện ảnh Hậu Duệ Mặt Trời. Mới đây, Thùy Tiên lại khiến dân tình có một màn đứng ngồi không yên khi tiếp tục tiết lộ về hình mẫu người yêu lý tưởng trong tương lai. Điều khiến dân tình chú ý là những tiêu chuẩn mà nàng hậu đưa ra phù hợp với Quang Linh. Cụ thể, trên mạng xã hội, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip liên quan đến câu chuyện đẩy thuyền giữa Thùy Tiên và Quang Linh. Theo đó, trong một cuộc trò chuyện với học sinh tại trường cấp 3, nàng hậu bất ngờ đặt câu hỏi liên quan đến hình mẫu lý tưởng người yêu trong tương lai. Vẫn giống như mọi lần trước đó, Thùy Tiên có câu trả lời khiến dân tình không thể nào không réo tên Quang Linh Vlog từ châu Phi xa xôi. Nàng hậu tiết lộ, mẫu người yêu lý tưởng thì chị cũng nhắc tới là nhiều rồi, chị không quan trọng quá nhiều về ngoại hình, chị thích một người giỏi và tử tế, thái độ tốt với mọi người xung quanh và là một công dân tốt. Phía dưới bài chia sẻ, rất đông người hâm mộ và khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú và liên tục gọi tên ai đó đang làm việc chăm chỉ ở bên châu Phi. Có thể thấy, câu trả lời của Thùy Tiên đang theo một công thức khá quen thuộc từ trước tới nay, đó là không quan trọng ngoại hình, có tâm, có tài. Bên cạnh đó, để củng cố niềm tin vững chắc cho các thuyền viên, nàng hậu còn bổ sung thêm một tiêu chí trong bộ tiêu chí người yêu lý tưởng. Đó chính là một người công dân tốt, một số bình luận của cư dân mạng. Câu hỏi được hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần nhưng vẫn thích nghe câu trả lời. Câu trả lời ngày càng rõ ràng vậy. Thôi thôi, Tiên đừng nói nữa, có bao nhiêu đó nói hoài, thuyền viên thích lắm. Chắc ai đó bên châu Phi sẽ vui. Hổng ấy cứ cầm tấm hình anh Linh dơ lên luôn, khỏi mất công nói nữa. Về phía Quang Linh Vlog vừa hứa hẹn với Thùy Tiên chuyện về Việt Nam trên livestream không lâu thì mới đây chàng trai xứ Nghệ bất ngờ báo tin buồn. Theo đó, trên trang cá nhân, một thành viên tên châu Phi đã chia sẻ hoạt động thông tin liên quan đến việc đưa lôi con về Việt Nam như đã thông báo từ trước đó. Cụ thể, các thành viên trong tên báo tin đã nhận được chứng minh thư và lôi con sẽ được làm hộ chiếu. Tuy nhiên, thủ tục làm loại giấy tờ này phải mất từ 2 đến 3 tháng nên có lẽ cậu bé sẽ không thể về Việt Nam ăn Tết như dự định ban đầu. Trước đó, tên Quang Linh đã lên kế hoạch việc đưa cậu bé châu Phi này về Việt Nam chơi. Cách đây không lâu, Quang Linh Vlog cũng tiết lộ cho biết vẫn đang tiến trình làm các thủ tục. Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện gặp phải một số trục trặc khiến tiến độ bị chậm lại. Trong livestream, Quang Linh khiến nhiều người tiếc hùi hụi khi cho biết mình có thể sẽ không về Việt Nam được. Chắc là Tết này mình không về được đâu, lôi con với Lindo giấy tờ vẫn còn hơi lằng ngoằng, nên sợ là về chậm, sợ hè mới về được. Chia sẻ của anh chàng từng khiến cho bao người bị hụt hẫng. Tuy nhiên, trong livestream cùng Thùy Tiên, phía nam YouTuber có màn quay xe cực gắt. Cụ thể, khi được Thùy Tiên hỏi kế hoạch về Việt Nam ăn Tết và hỏi lý do sao không về được, Quang Linh bất ngờ khẳng định vẫn sẽ về. Anh nói, đâu có, ai nói không về, phải về chứ. Tiến Nguyễn, thành viên tên châu Phi cho hay, do đã có kế hoạch về thăm các điểm trường để chuẩn bị cho dự án từ thiện, nên chắc chắn họ sẽ về theo đúng kế hoạch. Như vậy, nếu giữ đúng lời hứa với Thùy Tiên, Quang Linh Vlog có thể sẽ về Việt Nam đúng như dự kiến. Thế nhưng, sẽ thiếu vắng nhóc tỷ lôi con vì giấy tờ chưa hoàn thành. Trước đó, Hoa hậu Hòa bình quốc tế cho biết sẽ dắt lôi con đi chơi khi về Việt Nam, nên có thể dự định này của nàng hậu không thể hoàn thành, mà thay vào đó, Thùy Tiên sẽ gặp Quang Linh để thực hiện kế hoạch từ thiện.